Nhớ hôm bữa các bạn nói mình cũng dễ nuôi lắm, ăn cái gì cũng được. Bởi vậy bữa nay nhỏ em rủ té vô quán sushi mà ăn theo kiểu omakase, không biết trước sẽ ăn cái gì để coi có dễ ăn dễ nuôi không nha. Bữa nay có no hay không là giao phó cho anh đầu bếp hết á. Để khai vị nhẹ nhàng bằng dĩa salad với miếng cơm cháy sốt cá hồi dần rụm này. Mà quay qua thấy anh bếp trưởng đang chuẩn bị cái món mực trứng với lá wasabi này thơm quá nè. Cái lá wasabi tươi ngâm chua này cắn như một cái có vị tê tê đầu lưỡi cũng lạ miệng ghê á. Mà tự nhiên quay qua thấy cái món tôm sốt phô mai béo ngậy này là dính hơn nè. Để đếm cái bữa nay mình ăn được bao nhiêu món ta. Mà đường cái món nào món nấy cũng đa dạng nên ăn cũng đỡ ngán. Duyên nhất là cái miếng cá hồi vừa chín tới, bên trong còn mọng nước cắn như một cái, vừa thơm mềm mà còn béo đã dễ sợ. Mà ăn cái kiểu này thú vị ở chỗ là không biết trước được cái menu. Nhưng mà 699 ca xiền dành cho những người không ăn được đồ sống như này thì cũng hợp lý. Nghe đâu ăn omakase ở đây rẻ nhất Sài Gòn luôn á. Đã vậy còn được ngồi trò chuyện với anh bếp trưởng nữa. Mà trò chuyện hồi ảnh biết mình chưa có no nên đẩy cho mình nguyên tô cơm này nè. Ta nói nhìn cái tô cơm là cái mặt háo hức thấy sợ luôn á. Cơm nóng mà ăn chung với mấy tempura chiên này là đúng bài luôn. Miếng nào miếng nấy dần rụm, thêm sốt teriyaki mặn mặn ngọt ngọt vô ăn bắt dễ sợ. Mà nhìn cái còi sò đẹp bạ cho bứa hấp trứng này mắc hơn nè. Đẩy hết chén đó thì mình tới chén khác. Đường cái là mấy cái súp ở đây khá là vừa vị mình luôn á. Nhất là cái súp miso này nè. Ta nói đẩy hết cái chén này xong là cũng no lắm rồi á. Nhưng mà để thêm viên mochi kem này nữa. Kem matcha mà thơm mùi trà xanh ghê luôn á. Mà khoái cái không gian ở đây sang trọng lịch sự dễ sợ. Lâu lâu téo ở Bình Thạnh trải nghiệm sushi mix xích này cũng thú vị ghê á.